Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này trên cái nick của bạn Hư Vô 07. Ok. Thì mình sẽ vào trang bị hôm nay mình sẽ làm cái game này bằng vị tướng Moren nhá. Đây, trang bị của mình nó đơn giản thế này thôi, toàn là tăng tốc độ chạy thôi. Ok, thì mình sẽ đến hàng luôn. Cái nick này thì hồi nãy mình có test thử một trận rồi. Cái nick này của bạn ấy mới bị reset rank nên là nó đang ở rank vàng. Bây giờ chưa, hồi nãy mình có vào mình thử test một trận về cái con tướng Moren nó xem như nào. Úi giời ơi, đồng đội mình nó full dam, full phép. Mình phế lòi ra, chả hiểu mấy bạn chơi kiểu gì nữa. Bên kia đánh hay quá mà bên mình đánh như cái. Úi giời ơi, chết em. Ok, để xem trận này. Úi giời ơi, thôi xong rồi. Bà đấy dành rừng rồi. Mình tính trang bị cho con này đi rừng cơ. Nhưng mà kệ, lỡ ơi, yêu thôi. Mình sẽ đi đường AD nhá, đi đường rồng nhá. Ok, nhường bạn rừng luôn, ngại ngùng gì. Bạn thích thì mình nhường thôi. Nói chung là một rừng là ai hả? Có mà. Cái con bỏ qua AD rồi, kệ nó đi. Bây giờ AD đi rừng mình, bây giờ mình là AD mà, còn bạn S1 bạn ở rừng mà, bạn đâu phải AD đâu. Bạn đi rừng mà, team mình có Toro Tara. Ai vị tướng châu bò nhất liên quân thế này, sợ gì? Đây. Cái con Moren này thì mình mới chơi đúng 2 trận đầu tiên trong cái từ khi mà mình biết đến con tướng này thì mình mới chơi có 2 trận à. Trận hồi nãy đây là trận thứ 2 này. Đấy, hồi nãy một trận, đây là một trận này là trận thứ 2 nhá. Tính ra là mới có một trận thôi đấy. Hồi nãy mình muốn thử vào test mấy cái chiêu thức con nó như thế nào, xem nó có vấn đề gì ổn không. Thì làm clip luôn cho nó mau, thử nghiệm chơi không máu liền. Moren này thì cái chiêu 1 của nó thì khi mà được bắn ấy, bắn 4 điểm này hồi lại chiêu 1 luôn. Ní, về thế nó. Nếu mà tính ra nó được bắn thì nó khá là cơ động ấy, thực ra là cơ động nhưng mà nó không có chiêu gì mà băng qua tường. Ví dụ như là tốc biến hay là Violet thì có thể lộn qua cái bức tường mà tường mỏng mỏng ấy, còn Moren này không có. Hoặc là Slim nhảy qua, Phoenix lướt qua. Moren này nó giống cũng giống như là cái con nói chung là để mình vào mình test cho mọi người xem nhá. Có gì thì mình sẽ cho mọi người xem cái sức mạnh của con này nó đến những mức độ nào nhá. Hôm nay mình đi AD, mình trang bị cho nó gươm sấm sét luôn đi. Đó, quất luôn sấm sét luôn. Sấm sét xong rồi kiếm Fanny. Cái Fanny thanh kiếm thương xuyên phá. Đấy, từng đấy là đủ gọi là bắn tan nát đối hình đối phương rồi. Ngon lành cành đào rồi đây. Chiêu 3 nó quăng ra một cái luồng điện từ với cái trưởng. Bắn chiêu 2 mà đẩy người địch vào cái đường nó sẽ bị choáng nhá. Đẩy đôi lúc đâu phải lúc nào nó cũng đứng nó trước mặt cho mà đẩy đâu. Ở chiêu 2 bắn giật lùi khá là hay. Đây là một con tướng có chiêu 2 bắn đầu lùi hình như là phải không? Có con tướng nào bắn lùi không ta? Không có. Có con này bắn lùi à? À đây không có con nào bắn lùi hết trơn ấy. Có mỗi con Moren này nó bắn lùi thôi. Đấy, chiêu 1 nó tăng tốc độ chạy này. Bắn được 2 phát này. Đấy. Úi giời ơi. Mới vào thôi mà, có cần căng vậy không? Bình tĩnh thôi. Yeah, come on. Oh my god. Yeah. Bạn là Ali bên ủa sao bên kia? Joker đi lên trên à? Đang nghĩ Joker phải lên dưới này chứ. Sao bạn ở bên trên ta? Chơi phong cách đối lập nhau à? Buồn nhờ. Bạn phải ở dưới này mình mới vui vẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ được chứ. Bạn lên hình trên đấy à, đè vị tướng Tara ra làm thịt à. Ấy là chàm, Joker với cả Oma chắc là hàm gái. Thấy gái là cứ sát vô. Đây, thấy Tara sát xì bb mà. Ủa, chết chùm luôn kìa. Vãi, chết chùm luôn. Từ thôi, bình tĩnh thôi. Nói chung là mình thấy cái con này thực ra kêu là trâu nhất, mình thấy nó cũng đúng. Trâu nhất trong AD hiện tại thôi. Lúc đầu mình mới chơi con này á, con này thì phải có người bảo kê bắn được, không có ai bảo kê chết. Cũng chết thôi, trừ khi nó quá xanh thì nó mới ngon được. Nếu mà không quá xanh mà bình thường mà không có ai bảo kê là chỉ có mỏng mèo cụ tỏi thôi. Nói chung AD nào cũng vậy. Chả có AD nào không có gọi là bảo kê mà sống sót được qua mùa mưa cả. Chết ngay và luôn ấy. Trừ khi nó quá xanh ấy thì nó có thể cân được, chứ còn nếu mà bình bình ngang đồ nhau thì thua.
À đây là chắc là rất là chọn cái vị trí mà để bắn ấy. Cái vị trí mà để mình cái vị trí mà để cho bên kia nó không thể đụng vào người mình được ấy. Ủa ôi, chóa này. Joker bạn này không thấy xuống dưới này luôn ta. Bạn này hay thiệt chứ. Vãi. Ok, ăn này con sói cái coi. Tại mình có Toro đi bảo kê mình thấy khá là ok, yên tâm ấy. Tại vì cái con Toro nó rất là trâu, cũng như là nó có mấy cái chiêu ở chiêu 1 này, hất tung này, chiêu 3 cũng hất tung này. Thế nên rất là nhiều cái chiêu mà có thể hỗ trợ mình ngon lành cành đào được. Thế còn nếu như mà Tara mà đi hỗ trợ thì mình thấy không ăn thua. Nó không có chiêu gì làm choáng không có, chỉ có mỗi chiêu 1 làm chậm, mình thấy nó chả ăn thua lắm. Toro ngon. Toro Oma ấy, Toro mới có cả Oma, hai vị tướng đấy đi support hơi hơi bị tốt luôn. Còn về vị tướng trợ thủ thì Pháp sư cũng ok. À đâu, con Alice đấy. Trợ thủ Alice đấy. Ê, có chuối này. Ôi, em ấy chạy vào sớm thế. Có thể đây là cái clip đầu tiên về mình úp ở năm 2018 thì mong mọi người sẽ ủng hộ mình hơn trong cái năm mới này nha. Và mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một năm thật là may mắn. Đấy, nói chung là may mắn thì cái gì nó cũng gom gom hết rồi. Đấy, và sẽ luôn gặp được niềm vui trong cuộc sống. Ok, baby. Đấy. Nói chung là cái gì cũng phải đều gọi là điều may mắn ấy. May mắn là có, may mắn là có tất cả mọi thứ luôn, cứ may mắn là ok. Đấy, kể cả vấn đề về tài sản này, kế thừa tài sản này, kết xù này, hoặc là hoặc là trong bên dưới tình tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Ủa, có mạng. Ui giời, mình băng chiêu cuối ra, bạn tốc biến đi. Ui giời ơi, vãi trưởng bạn luôn ý, cuối cùng trả được mánh nào. Rồi, gươm sấm sét được trang bị rồi. Nói chung là mình cứ đi farm thôi, kệ, mình không phải đi rừng đâu. Vì thế mình không ganh được, mình cứ đi farm đường dưới này thôi. Khi nào mất cái trụ đường dưới này mình mới di chuyển lên ra khu vực đường giữa nhiều hơn. Đầu mùa thì nếu rank rất là vất vả, vì thế nên mấy bạn nào mà muốn lên rank mà nó kiểu ít chơi ấy, cứ từ từ, kệ, mình muốn làm gì thì làm. Nói chung là ai muốn làm gì leo thì leo. Tại vì đầu mùa toàn thách đấu với cả gọi là cao thủ mà rất là nhiều sao, nó rớt xuống rank vàng với bạch kim thôi. Vì thế nên mọi người phải cẩn thận. Cái gì kệ nó, súc vật chấp gì. Úi giời, mấy bạn chửi nhau sùm đấy. Chắc là chửi bạn Joker hay sao, mình đoán không lầm mà thế. Tại vì có Joker đáng lẽ phải đi đường dưới này mới đúng này, nhưng mấy bạn lại lên đường trên long nhong, chắc chửi nhau. Kệ, không quan tâm, không phải vấn đề của tem mình. Đấy, tem bên kia chửi nhau mới ghê chứ. Đừng ơi, ganh đi, đúng rồi, ganh đi kìa bạn ơi, bạn khỏi ganh đường dưới. Bên dưới này, ui dồi ôi, có chuối này, đứng lại con nào. Ô, chạy à. Đầu mùa thì nói chung là leo rank rất là vất vả. Nhưng mà đến tầm giữa mùa thì nó quá đơn giản đối với nhiều người. Oh yeah, come on. Đấy, con này cái chiêu 1 nó hồi rất là nhanh nhá. Nếu mà nó bật chiêu 1 lên, tăng tốc độ chạy, bắn được liên tục. Hồi rất là nhanh luôn. Có một cái bùi xanh, một cái bùi đỏ, một cái đi ganh hơi bị phê. Nhưng mà con này nếu mà đi rừng thì rất là cần một người đi roam. Thế mình nghĩ là như thế. Cần một người đi roam để mà nó kiểu như là làm choáng hay là làm chậm lại để cho mà mình hồi chiêu 1 ấy. Đấy, chiêu 2 thì bắn lùi. Chiêu 3 thì làm choáng, làm chậm đủ kiểu các thứ các thứ. Chiêu 3 nó tăng một cái vòng tròn giống như quả cầu ấy, phải trưởng. Chiêu cuối ấy. Rồi xong, Joker đã hạ gục được rồi. Ê, có chuối này. Wow, đi về mà nó biết là mình đứng lên trên trời. Rồi xong, chính các bạn là biết tớ nhá. Đừng có trách tớ vô tình nghe chưa. Ôi dồi, ba người luôn kìa. Chết được một người rồi. Chạy về bạn ơi. Xin lỗi cậu nhá. Hai thằng kia xoạc nhau trong kia phá chưa. Óc chó vào cờ. Gì dạ, Moren là con trai mà. Rồi làm gì mà xoạc nhau trong mùi lùm này. Ngã ăn bùi xanh chứ không phải xoạc nhau đâu. Vãi trưởng mà hai thằng kia xoạc nhau trong đấy à.
Vãi tèo. Mình với cả Toro đang hú hí cả mùa xanh ấy chứ có sạc nhau gì đâu. Với lại mình lúc đó mình ra được giữa sao kịp được, đuổi nhau mà. Các bạn lầy thật đấy chứ, đứng lại luôn á. Tớ cũng chịu bạn luôn ý, chả biết bạn nghĩ sao mà đứng lại phải đấy. Nếu mà chạy thì chắc là không thoát. Nhưng mà có thể ăn mình thì may ra để thoát, chắc là vậy bạn nghĩ thế. Nhưng mà hết máu rồi, sao mà sống được. Violet nó chạy nhanh hơn. Trời ơi, thèm con bùi xanh quá luôn mà không dám ăn ấy, thiệt luôn ấy. Tại vì mình thấy Violet nó không có bùi xanh nên là mình không dám ăn. Ví dụ như Violet nó có bùi xanh rồi thì mình lỡ là mình lụm luôn ấy, nhưng mà nó không có bùi xanh. Thôi đừng có ăn của nó. Ô đầu hàng á, bình tĩnh nào, mới chơi mà, tám đều mà đầu hàng cái gì. Trụ thì cũng bằng nhau thôi, mất mát gì đâu. Bằng trụ, hơn trụ mà. Trụ chưa mất cái nào, đầu hàng, đùa. Các bạn lầy thật đấy chứ. Ô men, ôi dồi, mình cứu bạn Toro cho một lần trông thấy luôn kìa. Ôi ơi, mình cứu bạn đấy bạn ơi. Ai là chả lầy hả? Lầy đánh nhau với tớ hả? Hết mana rồi, thôi đi về nha. Chờ mình chút nha. Chờ chút xíu thôi, được rồi. Con này mình trang bị cho nó là cái thánh kiếm với cả cái thương xuyên phá, gươm sấm sét. Ba món đấy thì nó có tăng tốc độ chạy ấy. Nhưng mà bây giờ mình mới lên gươm sấm sét thôi, còn mình đang lên kiếm Fanny. Kiếm Fanny thì đòn đánh thường của nó sát tăng sát thương lên, cũng như là nó có hút máu. Hai món hút máu đó là gươm sấm sét với cả kiếm Fanny, thì theo mình nghĩ là hút máu là dư thừa. Không phải là dư thừa nhưng mà trong combat giao tranh thì chắc có lẽ vẫn hút đủ máu ấy. Tại bạn này hút máu, ngọc hút máu hơi thấp. Ngọc hút máu thấp với lại cái bảng ngọc chí mạng cũng thấp. Kệ, không sao. Con này thì mình chơi không được hay cho lắm, có gì mọi người thông cảm cho mình nhá. Mới chơi trận này trận thứ 2 thôi. Ui, what's the man? Tốc biến ăn luôn, ui giời ơi chơm. Ba mạng luôn rồi kìa, ngon. Rồi, tiến lên anh em. Tiến lên. Ủa, cái trụ nó bắn mình đầu heo. Con này nó bắn trụ nó vẫn tính rồi mà chiêu 1 luôn đấy, hay không? Đừng ai ăn con bùi xanh của mình nha. Rồi xong, bạn này chắc là bạn này xác định nằm xuống rồi đấy. Rồi chạy đi đâu. Ôi, chết rồi, trời đánh mình không mất máu thế này, làm sao mà đánh được. Bạn ấy dồn bạn vào góc chết, bạn ấy không chạy được rồi. Cái con Vera nó phải đi cùng đồng đội, nó hỗ trợ đồng đội ấy. Nó làm choáng một cái, đồng đội dồn ra một phát là nó chết ngay. Ôi, trời ơi, mình bắn Joker đau thế không biết. Bắn ba cái gần chết. Còn tí máu, bạn kia bạn lùm lúa luôn. Ê, cái trụ, oh man. Đấy, nó bắn nó mình nữa kìa, đen thế. Từ từ. Trời ơi, mình lầy quá. Đó, ngon lành ngành đào ngay. Ô, cho mình xin. Ôi giời men. Chỉ luôn á, đùa. Tại sao bạn phải trừng trị như thế nhở? Moren này là một xạ thủ cũng khá là mạnh, nhưng mà theo mình nghĩ thì nó không được hot giống như là Violet với cả Slim rồi. Ôi giời ơi anh Trâm. Huyền thoại luôn kìa. Phê. Tại vì cái con này nó rất là cần đồng đội hỗ trợ nhiều hơn là Violet với cả Slim. Đấy. Oh man, theo mình nghĩ là như thế nhá. Còn mấy bạn nghĩ sao nghĩ thôi. Nó cũng khá là mạnh ấy chứ, nhưng mà rất là cần những người như là Toro. Đó là mở giao tranh trước, mình đứng ngoài mình tỉa, mình cấu máu ấy. Chứ cuối con này rất là lợi hại trong giao tranh nhá. Thật sự luôn. Nếu mà giao tranh thì đừng hẹp, chứ cuối con này nó là một cái lợi thế rất lớn. Chiêu cuối cũng như là chiêu 1 này, ấy lộ chiêu 2 này. Đó, bắn đẩy lùi này, phê. Đây là mình đi AD nha. Sức mạnh nó chưa được, nó tăng hết mát tối đa đấy. Đi rừng nó còn mạnh hơn nữa kìa. Để có gì mình sẽ làm clip đi rừng cho mọi người xem sau nhá. Ôi, bây giờ mình 6-0 luôn rồi kìa. Bất tử luôn kìa.
Sướng vãi. Trận này mình chơi thứ hai thôi, con này chắc cũng dễ chơi ha. Mới chơi lần thứ hai thôi đấy, có cần phải ấy đâu. Mới chơi lần thứ hai là sẽ ok ngon lành ngành đào ngay. Ủa, tem mình đang dồn ép đối phương mạnh quá. Chắc có lẽ là do trận này tem mình là mạnh ấy, mình mới thấy dễ chơi chứ. Tem mình yếu yếu thử xem. Úi dồi ôi, chất vật vả luôn đấy chứ đùa. Ấy 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 ấy, bình tĩnh thôi. Căng thế. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời ơi, cái trụ nó bắn tớ kia. Mấy cậu ơi, mấy cậu ơi, mấy cậu ơi. Lộn nhanh thế, Violet này. Từ từ đã, từ từ đã, ui giời, ô ma lên rác hồi sinh á. Nó lên đồ kỳ vậy, ô ma hồi sinh nè. Chuẩn bị, 1, 2, 3, ui giời, bắn nhanh thế. Chết này, siêu việt thì cho Violet, bãi trưởng, không phải của mình chứ. Đen ha. Rồi Joker, Joker, Joker là mạnh lắm đó, mọi người đừng có xem thường Joker nha. Sự rất là mạnh luôn, cái bom cười của nó là bạn mấy tem mà gọi là có tem chơi ấy, đó là một lợi thế rất lớn luôn. Cái bom cười là bùm một phát là nửa cây, mát kinh luôn, kinh dị luôn chứ không phải là kinh thường đâu. Ăn nhà đi hả vãi trưởng? Chạy đâu, bạn ăn bùa xanh mà chạy đâu? Đứng lại nha, đừng. Chạy kìa. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Sống làm sao được chứ. Con này nó có cái chiêu một tốc độ chạy mà, tăng tốc độ chạy mà, nhưng mà nó phải bắn được trúng người cơ. Hồi chiêu liên tục luôn, tha hồ bắn luôn. Nội tại của nó mà. Đấy, cứ bắn đủ 4 điểm, 5 điểm một phát là hồi. 5 điểm một phát là hồi chiêu 1. Bắn phê, đó, ngon. Toro ăn luôn mày ghê chứ. Ngon quá Toro ơi. Rồi bom cười kìa. Vãi trưởng, bom cười còn tí máu. May là mình có đồ hút máu nhiều đấy. Hút máu này. Ui sợ, ô ma làm sao đây. Ô, bạn giỡn mặt với tớ à. Đùa nhau. Rồi trận đấu ngày hôm nay kết thúc ở đây mất rồi. Vâng, một trận đấu mà mình đi đường AD. Rất là lâu rồi mình chưa đi đường AD. Thật sự luôn, đi đường rồng ấy, mình toàn là đi rừng là chính thôi. Vâng, mà mình đã được MVP rồi, bất tử luôn. Toro đánh hay quá, bạn ấy bảo kê tem, bảo kê mình khá là ok, nói chung là tuyệt vời. Ok, vậy là clip về vị tướng Joker của mình tới đây là kết thúc mất rồi. Chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ bên gia đình và nhớ đừng có quên mình nhá. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhá. Ok, bye bye mọi người. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhá. Đầu mùa hơi vất vả, mọi người sống chung với lũ nha. À đây mình chọn ở top 1 là kim cương. Kim cương 3 rồi á, top 1 thách đấu kìa. Vãi kim cương 3. Ôi hình như cái tem này như là đêm qua cày thuê, đâu cày sao á. Rồi ok, bye bye mọi người, nghỉ đây.